Phi Thanh Vân nghẹn ngào tiễn biệt bố qua đời. Bố luôn sống mãi trong tâm trí con. Tuổi đã cao và một số căn bệnh trong người, bố của nữ diễn viên đã ra đi mãi mãi, khiến gia đình đang rất đau xót. Cô thông báo tin này để bạn bè và các anh em chiến hữu của bố có thể đến viếng thăm ông lần cuối tại nhà tang lễ. Mới đây trên trang cá nhân, Phi Thanh Vân bàng hoàng thông báo bố ruột của mình đã qua đời ở tuổi 84, cô cho hay. Kính gửi các anh chị em nghệ sĩ, nhà báo và bạn hữu thân thuộc kính mến. Đêm qua, người bố Nguyễn Văn Linh, kính yêu của em Phi Thanh Vân, đã qua đời lúc 12 giờ tại Bệnh viện Công an 30 tháng 4. Bố hưởng thọ 84 tuổi, do bệnh của người già và nhiều thương tích cũ trong chiến tranh tái phát, sau khi hy sinh cả đời cho hai cuộc kháng chiến chống Pháp và đánh đuổi giặc Mỹ. Trong lúc tan gia bối rối, có điều gì sai sót, kính mong quý anh chị em thân hữu bỏ qua cho em Vân và gia đình, xin chân thành cảm tạ, A Di Đà Phật. Ngoài ra, cô còn chia sẻ những hình ảnh hai bố con chụp chung khi ông còn khỏe. Phi Thanh Vân tâm sự, vĩnh biệt bố yêu của con, nếu kiếp sau được làm người con, xin được làm người con gái của bố. Bố ơi, con gái yêu bố mãi mãi và bố luôn sống mãi trong tâm trí con. Khá nhiều đồng nghiệp như Hồng Vân, Saka, Trương Tuyền, Anh Tâm cùng nhiều khán giả đã nhanh chóng gửi lời chia buồn đến gia đình nữ diễn viên. Hồng Vân, chia buồn cùng em và gia đình nha, chị đang ở xa không đến với em được. Minh Tuyền Phan, chia buồn cùng chị và gia đình, cầu mong bố an nhiên miền cực lạc. Trước đây khi có dịp nói đến Đấng Sinh Thành, Phi Thanh Vân luôn dành những lời kính trọng nhất. Chẳng những thế, cô còn tự hào vì bố mẹ luôn ủng hộ mọi quyết định của mình, từ công việc nghệ thuật đến kinh doanh, hôn nhân. Sau những tổn thương ngoài xã hội, người đẹp luôn có bố mẹ đồng hành mỗi khi có thời gian rảnh. Cô thường đưa cả hai và con trai đi chơi đây đó để đem lại niềm vui cho cả nhà. Tang lễ của bố Phi Thanh Vân sẽ được diễn ra tại nhà tang lễ Nguyễn Tri Phương trong 3 ngày, 3, 4, 5 và 6. Mong rằng cô sẽ vượt qua được nỗi đau tinh thần và cùng gia đình thực hiện những điều cuối cùng dành cho người cha kính mến. Đám cưới nhiều điều kỳ lạ, ly hôn sau 2 năm chung sống nhưng đến nay mới công khai của Nhật Kim Anh. Nhật Kim Anh và ông xã đã cùng trải qua nhiều kỷ niệm đáng nhớ trước ly hôn. Sau nhiều đồn đoán, chiều 1 tháng 6, Nhật Kim Anh xác nhận thông tin đã ly hôn với chồng sau 5 năm chung sống. Nhật Kim Anh từ chối chia sẻ thêm thông tin vì lý do sức khỏe đang không tốt. Cô chỉ tiết lộ cuộc sống hôn nhân từ lâu đã không hạnh phúc, nhưng vì không muốn ảnh hưởng đến con trai, nên nữ ca sĩ đã im lặng trong suốt thời gian qua. Đến thời điểm hiện tại, mọi thứ đã quá sức đối với cô. Trước khi tan vỡ, cặp đôi đã từng trải qua một đám cưới đầy cảm xúc, những khoảng thời gian rất hạnh phúc. Cũng có lúc đối mặt với tin đồn cơm không lành, canh không ngọt. Việc đã bên nhau lâu có con chung khiến người hâm mộ tiếc nuối khi hay tin đường ai nấy bước. Cô dâu ngất xỉu liên tục mất điện thoại trong đám cưới. Còn nhớ năm 2014, Nhật Kim Anh và ông xã Bửu Lộc tổ chức đám cưới. Cặp đôi tiến hành nghi lễ nhiều địa điểm khác nhau. Sau Vũng Tàu, nhà của Nhật Kim Anh, cả hai vượt hành trình hơn 300 km để về quê nhà chú rể Cần Thơ làm tiếp tiệc báo hỷ. Trong lúc MC đám cưới là nghệ sĩ Thanh Bạch yêu cầu khách mời hướng về phía cổng hoa để chào đón Nhật Kim Anh Bửu Lộc tiến vào không gian tổ chức nghi thức thành hôn. Khi sự cố mất điện bất ngờ xảy ra, được biết sự cố mất điện đã xảy ra 3 lần liên tiếp trong ngày. Lần đầu tiên là lúc rạng sáng tại nhà cô dâu, lúc cặp đôi vừa đến Cần Thơ và cuối cùng là thực hiện nghi thức thành hôn. Điều này khiến gia đình hai bên vô cùng lo lắng. Nhưng cuối cùng, mọi chuyện cũng đã được tiến hành tốt đẹp. Vốn là người có sức khỏe yếu và vất vả nhiều ngày chuẩn bị cho ngày trọng đại, đến phút tiễn biệt khách ra về và dành thời gian chụp ảnh kỷ niệm, Nhật Kim Anh bất ngờ ngất xỉu khiến người thân ông xã hốt hoảng đưa vào nhà nghỉ ngơi. Nguyên nhân là vì nữ ca sĩ không lường trước được chuyện phải xuất hiện và tiếp đón 1.000 khách, trong đó có cả khách mời phát sinh và nhiều người dân hiếu kỳ tất bật chạy ngược chạy xuôi để thay liên tục 4 chiếc váy cồng kềnh nên bị kiệt sức. Đây là câu chuyện khó quên khi Nhật Kim Anh nhớ về ngày cưới của chính mình. Ly hôn 3 năm mới công bố chính thức, dù yêu nhau 1 năm rồi mới tính chuyện trăm năm, nhưng không khi nào thấy ông xã Bửu Lộc xuất hiện cùng Nhật Kim Anh trong các sự kiện giải trí. Do đó, việc kết hôn của Nhật Kim Anh hoàn toàn bất ngờ với khán giả. Sau đám cưới, Nhật Kim Anh tiếp tục công việc vì lịch diễn của cô dày đặc trong suốt những tháng cuối năm. Tuần trăng mật của hai vợ chồng cũng bị hoãn lại vì người đẹp muốn hoàn tất xong xuôi công việc. Nhật Kim Anh và ông xã thuở còn mặn nồng. Sau đám cưới, cặp đôi sống khá kín tiếng. Kể từ khi lấy chồng, Nhật Kim Anh tạm ngừng các hoạt động nghệ thuật ở nhà chăm sóc gia đình nhỏ và dưỡng thai. Cô sinh con trai và đặt tên là Ngô Bửu Long vào năm 2015. Khi con trai cứng cáp, nữ ca sĩ quay trở lại với công việc đóng phim và ca hát. Đến cuối năm 2017, Nhật Kim Anh
Liên tiếp chia sẻ trên trang cá nhân trạng thái buồn khiến không ít người cho rằng tình cảm vợ chồng cô rạn nứt. Đặc biệt, ngay khi cô bị ốm nặng, người hâm mộ cũng không thấy bóng dáng của chồng bên cạnh. Vì thế, đã có một trang mạng cho rằng Nhật Kim Anh đã chia tay chồng. Thậm chí, một người bạn thân của cô cũng xác nhận điều này. Khi đó, Nhật Kim Anh một mực phủ nhận và cho biết, do công việc bận rộn và trang cá nhân của tôi chủ yếu để bán hàng và trao đổi với khán giả, khách hàng. Chồng Kim Anh chủ yếu sống và làm việc ở Cần Thơ, trong khi cô chủ yếu hoạt động thành phố Hồ Chí Minh. Đây chính xác là thời điểm cặp đôi đã ly hôn nhưng không công khai rộng rãi với truyền thông. Cặp đôi có chung một cậu con trai. Nhật Kim Anh đăng tải ảnh gia đình hạnh phúc giữa tin đồn ly hôn vào cuối năm 2017. Lần gần đây nhất cặp đôi bên nhau là Tết 2019. Đến dịp Tết Nguyên Đán 2019, nữ ca sĩ vẫn cùng ông xã đưa con trai đi chơi. Động thái này khiến công chúng thở phào nhẹ nhõm, có thể loại bỏ thông tin đã đường ai nấy đi được lan truyền. Tuy nhiên, trong nửa năm, tần suất cặp đôi xuất hiện bên nhau không còn. Nhật Kim Anh liên tục bận rộn với công việc kinh doanh mà không có bóng dáng ông xã đồng hành. Đến 1 tháng 6, cô xác nhận chuyện ly hôn được một thời gian. Nữ ca sĩ cho biết thêm, việc gặp con khá khó khăn, rất có thể cô phải giành quyền nuôi con lại từ tay chồng. Trấn Thành khiến trường quay phải lặng đi khi nói về đứa con chưa ra đời của mình. Một lần nữa MC Trấn Thành lại khiến cả trường quay phải lặng đi khi nói về những mong ước tương lai dành cho con mình. Kể từ sau khi lấy vợ, Trấn Thành ngày càng được công chúng ngưỡng mộ với phong thái của một người đàn ông điềm tĩnh, thông minh, bớt phạ miệng và đặc biệt luôn có những phát ngôn hay khiến nhiều người suy ngẫm. Trong chương trình Người ấy là ai? Lên sóng vừa qua, nam MC tiếp tục khiến dân mạng dậy sóng khi nói về đứa con còn chưa ra đời của mình và những mong muốn gửi gắm mà anh muốn dành cho con. Đây là một trong phần lộ diện của chàng diễn viên Tùng Nguyễn. Chia sẻ về bản thân, chàng trai bày tỏ nỗi niềm khi anh và bố đã 7 năm không nói chuyện với nhau vì bố không muốn anh theo con đường nghệ thuật. Nghe câu chuyện Trấn Thành chia sẻ, nói là bảo vệ cho công việc này thì tôi cũng không, bởi thực sự ra nếu là phụ huynh tôi cũng rất lo khi con tôi chọn theo con đường nghệ thuật. Mặc dù hiện nay tôi đang đứng đây, với cương vị là một MC thì cũng có những thành công nhất định trong cuộc sống, cũng như đường đời nghệ thuật của tôi. Nhưng nếu mà quý vị hỏi tôi có khuyến khích con tôi làm nghệ thuật hay không, thì chưa chắc tôi đã nói rằng tôi khuyến khích 100%. Nhưng riêng tôi là một người nghệ sĩ thì tôi thích con tôi làm nghệ thuật. Tôi mê cái cảm giác cả gia đình tôi làm nghệ thuật. Bởi vì tôi yêu cái sân khấu này, tôi yêu các ánh đèn này, tôi yêu khán giả, tôi thích được nghe vỗ tay, tôi thích được người ta bàn tán về mình, tôi thích được người ta xin chụp hình, tôi thích những điều đó bởi tôi là người nghệ sĩ. Trấn Thành đã có những chia sẻ rất dài với khán giả về con cái và những mong ước dành cho con từ đáy lòng mình. Và có những điều mình yêu thích không giải thích được và phải có nó mình mới sống được. Vì vậy hãy cho người còn lại hiểu bố mẹ sẽ luôn luôn muốn con cái làm việc này, làm việc kia. Tôi đảm bảo không bao giờ sai cả, bố mẹ luôn định hướng cho con là đúng để con cái đỡ khổ. Vô nghề này, khổ không quý vị, tôi báo trước là khổ lắm, cực khủng khiếp và sự đào thải dã man vô cùng. Không khoan nhượng cho ai hết, nhưng hỏi quý vị rằng là quý vị có đủ bản lĩnh để bước vào hay không? Trên đời này ai cũng vậy, tất cả mọi người sẽ bảo vệ quan điểm của mình, dù là phụ huynh hay con cái. Bất cứ cá thể nào cũng sẽ có quyền đưa ra chính kiến của mình, và cá thể thuyết phục được cá thể còn lại sẽ là cá thể tạo ra thành công. Khi bạn có kết quả, bạn sẽ có câu chuyện. Nghe chia sẻ dài của Trấn Thành, cả trường quay đều lặng người. Chỉ đến khi nam MC chốt câu cuối cùng, mọi người mới đồng loạt vỗ tay nhiệt liệt. Cố vấn Hương Giang cũng nhắn nhủ chàng trai: anh sẽ như thế nào với con đường này, nó mới là thứ quyết định bố anh đúng hay sai. Bố của Phi Thanh Vân đột ngột qua đời không kịp gặp mặt con cái. Điều tôi áy náy nhất là lúc bố đi, tôi không có mặt ở đó. Tôi có thói quen đi ngủ là tắt máy, nên sáng ngủ dậy mới biết tin, Phi Thanh Vân xúc động chia sẻ. Do tuổi già, bố Phi Thanh Vân bị khá nhiều bệnh như cao huyết áp, thận, phổi, khớp từ nhiều năm nay và vẫn uống thuốc liên tục. Khoảng một tuần qua ông chuyển ho nhiều nên được gia đình cho nhập viện. Trước đó các y bác sĩ cũng khẳng định bệnh viêm phổi không quá nguy hiểm, chỉ cần điều trị lâu dài. Tuy nhiên khoảng 12 giờ đêm qua ông bị khó thở. Mặc dù đã được cấp cứu khẩn cấp nhưng ông không qua khỏi. Ông trút hơi thở cuối cùng vào lúc gần 1 giờ sáng ngày 3 tháng 6, 2019. Chia sẻ với phóng viên, Phi Thanh Vân kể: lúc này tôi rất bối rối, không biết phải làm gì. Bố đi quá nhanh và bất ngờ. Mấy ngày trước bố vẫn đi lại ăn uống, nói chuyện bình thường. Tuy bố ho nhiều nhưng không có dấu hiệu nguy hiểm tới tính mạng. Tối qua mẹ tôi vào viện chăm bố, tới nửa đêm, bố nói khó thở. Dù bác sĩ cấp cứu tận tình nhưng bố không qua khỏi.
Điều tôi áy náy nhất là lúc bố đi tôi không có mặt ở đó. Tôi có thói quen đi ngủ là tắt máy nên sáng ngủ dậy mới biết tin. Tôi lao vào viện ngay, bố là người kiên cường. Ho muốn nổ ngực cũng không kêu bao giờ. Tôi nghĩ có lẽ bố bị khó thở từ lâu nhưng không nói. Tới lúc bố nói với mẹ thì đã quá muộn. Phi Thanh Vân cho biết, thi thể của bố chị đã được chuyển về nhà tang lễ Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, 336 Trần Phú, phường 7, quận 5. Hiện tại mẹ con chị vẫn đang đợi các anh chị ở ngoài Hà Nội bay vào để bàn bạc về tang lễ. Chị nói, gia đình tôi là người Bắc lại rất quy củ, trong nhà tôi là con gái Úc nên không dám quyết định điều gì, phải đợi các chị lớn vào bàn bạc. Những hình ảnh gần nhất của Phi Thanh Vân và bố lúc bệnh phổi của ông đã chuyển nặng. Bố của Phi Thanh Vân tên là Nguyễn Văn Linh, sinh năm 1939. Ông tham gia du kích từ năm 13 tuổi và chính thức nhập ngũ năm 1953. Thời chiến tranh, ông từng công tác tại chiến trường A và tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, từng làm tới chức trung đoàn trưởng và nhận rất nhiều huy chương. Sau khi giải phóng, ông được công tác tại ngành đường sắt rồi chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Văn Linh mất lúc 1 giờ sáng ngày 3 tháng 6 2019 hôm nay, hưởng thọ 80 tuổi.